Ngày 1 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An đã đưa vào khai thác tạm thời cao tốc Bắc Nam, phân đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến thuộc dự án thành phần Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu, tạo trục cao tốc xuyên suốt từ Pháp Vân, Hà Nội đến Nghệ An với tổng chiều dài 251 km. Trong 3 dự án thành phần đã hoàn thiện, dự án Mai Sơn quốc lộ 45 dài hơn 63 km nối tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa có tổng mức đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng. Dự án quốc lộ 45, Nghi Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài hơn 43 km, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Dự án Nghi Sơn Diễn Châu nối Thanh Hóa và Nghệ An dài 50 km, tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng. Ghi nhận ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên thông xe không xảy ra tình trạng ùn ứ. Lượng xe chủ yếu di chuyển hướng từ Hà Nội về Thanh Hóa, Nghệ An, còn chiều ngược lại khá ít. Các phương tiện lưu thông trên cao tốc phần lớn là xe cá nhân, rất ít xe khách và các loại phương tiện khác. Cao tốc quốc lộ 45, Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu được thông xe đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 giờ trước đây xuống còn 1,5 giờ. Trong khi đó, đi từ Hà Nội về Diễn Châu, Nghệ An chỉ mất 3,5 giờ, thay vì 5 giờ như trước đây.